Với bản chất đèn LED, bóng đèn Kosla cho ánh sáng nhanh, không nhấp nháy, ánh sáng dịu và hầu như không gây chói mắt. Bên cạnh đó, Kosla cũng cho ánh sáng tập trung, có tính định hướng tốt và chỉ số hoàng màu tương đối cao. Đặc biệt, sản phẩm này sở hữu tuổi thọ cao gấp 5 lần so với bóng đèn thường với công suất tiêu thụ chỉ bằng khoảng 1/2 bóng compact. Về thiết kế, bóng đèn Kosla làm từ nhôm nguyên khối và nhựa chịu nhiệt nên có độ bền cơ học cao và hạn chế bể vỡ khi vận chuyển. Ngoài ra, sản phẩm này có thể tích hợp thành bộ đèn hoàn chỉnh với đuôi đèn E27 thông dụng. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, Kosla gồm 6 mẫu: 5W, 7W, 9W, 20W, 30W và 40W với giá dao động từ 56.000 đồng đến 358.000 đồng một hộp. Quý khán giả có thể tìm mua tại nhiều đại lý phân phối cũng như showroom của Kosla trên toàn quốc.